Thưa quý vị, theo báo cáo của vụ hợp tác quốc tế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý Quỹ tài chính carbon chuyển đổi gọi tắt là TCAF duyệt khoản chi 33,3 triệu đô la Mỹ có thể tăng lên đến 40 triệu đô la Mỹ, tương đương từ 826 đến 992 tỷ đồng. Khoản tiền này sẽ được dành để chi trả tiền tính chỉ carbon cho nông dân trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long thuộc đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Đề án này được hỗ trợ bởi TCAF và Ngân hàng Thế giới. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam, các mô hình thí điểm trên diện tích 300 hecta ở 5 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đã cho kết quả khả quan. Khi chi phí giảm, giá lúa tăng và thu nhập nông dân cải thiện, doanh nghiệp cam kết thu mua lúa với giá cao hơn thị trường. Đến năm 2025, diện tích lúa giảm phát thải sẽ mở rộng lên 200.000 hecta, giúp nâng cao giá trị gạo Việt Nam và bảo vệ môi trường. Bộ đang phối hợp với Ngân hàng Thế giới và các cơ quan để đo đạt, xác nhận tính chỉ carbon từ sản xuất lúa, hướng tới bán tính chỉ cho các tổ chức quốc tế tính trị carbon là chứng nhận phát thải khí carbon dioxide (CO2) hoặc khí nhà kính khác được quy đổi tương đương sang CO2 gọi tắt là CO2 TD. Một tấn CO2 TD được xem là một tính trị carbon. Tính trị carbon lúa thu được từ canh tác lúa giảm phát thải bằng cách không đốt rơm, sử dụng phân bón sinh học, giảm khí mê tan. Các nông dân phải tuân thủ quy trình báo cáo đánh giá tính trị carbon để tham gia thị trường này, giúp họ giảm chi phí và tăng thu nhập.